Mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã nhận được một clip nhân vật tự xưng là bác sĩ của cơ sở y tế này chia sẻ và giới thiệu cuốn sách mang tên Minh Triết trong ăn uống của người phương Đông. Cụ thể, người này khẳng định cuốn sách mới có thể chữa bệnh cho mọi người, chứ không phải các phương pháp y học hiện đại. Không những vậy, một số cá nhân đã chia sẻ đoạn clip lên Facebook cá nhân, có đến 203.000 người theo dõi, nhằm tạo niềm tin rằng bác sĩ quân y 108 khẳng định chỉ cần áp dụng liệu pháp chữa lành tự nhiên là chữa tất cả, sau đó dẫn dắt người dân mua thực phẩm chức năng. Việc mạo danh, lấy thương hiệu bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để trục lợi cá nhân, mua bán các thực phẩm chức năng, thuốc và sách có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân, tạo nên những tư tưởng sai sự thật và lệch lạc. Bệnh viện 108 khẳng định, cơ sở y tế này chỉ có một địa chỉ duy nhất tại số 1, đường Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh viện và cán bộ nhân viên không bán thực phẩm chức năng và không bán thuốc ngoài phạm vi bệnh viện. Qua tìm hiểu và tham khảo từ một số chuyên gia về hình ảnh, đoạn video lan truyền mạnh trên Facebook và TikTok có thể là một dạng deepfake bằng công nghệ AI, khuôn mặt người đàn ông trong clip thậm chí cũng có thể là một nạn nhân của chiêu trò này. Nếu chỉ xem qua màn hình điện thoại thì rất nhiều người lầm tưởng đây là clip thật. Tuy nhiên, nếu xem ở chế độ toàn màn hình máy tính sẽ thấy rõ nhiều điểm bất thường, cụ thể như sau. Thứ nhất, bộ quân phục thể hiện đang mang hàm thượng tá chứ không phải đại tá như âm thanh trong clip thể hiện. Thứ hai, hậu cảnh có thể đã được ghép, không phải ở hội trường nào đó. Thứ ba, tỷ lệ khuôn mặt không bình thường, màu sắc các vùng cũng bất thường. Màu khuôn mặt không thay đổi mỗi khi hướng ánh sáng của camera thay đổi. Thứ tư, vùng trán phía trên clip phải còn lộ các vùng cắt ghép mờ và giữ nguyên mỗi khi nhân vật chuyển động. Thứ năm, khu vực tiếp giáp với cổ và cổ áo có chuyển màu bất thường, đôi lúc hiển thị khoảng trống khi nhân vật cử động.